Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh channel của Mem Mem. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy là cái ông Joe nó để là game Minecraft. Nhưng mà vô game là chơi game con gắn. Vì vậy biết sự nhiên sắp tới thì mình là có một cái dự án định là mình sẽ tập chơi Minecraft. Nhưng mà không biết mình chơi làm sao. Mình có thể nói là mình chơi Brick Pro lắm. Game Minecraft đó. Mà mình không biết là thôi nào. Chúng ta sẽ ăn cà rốt đi đổi đầu thuốc tăng tốc. Hay lắm, ta đang cần thuốc tăng tốc như lúc này. Thật ra ta cần cái bình ít năm hơn. Nhưng mà không sao, có, cũng đã là không có. Đù, bánh pizza. Đù, mình sẽ làm một con rắn thật thụ. Đây, con rắn thật thụ nha anh em. Đó, con rắn thật thụ mà đi ăn cà rốt. Thật là phế thải, thật là nhục nhã cho cuộc đời con rắn. Hôm nay nhiệm vụ của mình là giết 12 thằng. Và thử thách hôm nay chúng ta làm đó sẽ là cấp 1 thế giới với 2 triệu điểm. Phát lực lần trước, đây rồi con ngồi đầu tiên của anh Mem Mem Vlog, lấy rồi con ngồi thứ 2. Thôi rồi, thôi kệ đi. Bà đi, tụi nó sâu xé lẫn nhau, tụi nó ăn hết rồi. Hãy đầu bình thuốc ít năm để giúp cho mình to bự. Nếu như mình nhân khả năng đó mình ăn đồ số cái vật thể lạ. Ở đồ con rắn thì chết lẹ đi ba, em đang ăn thuốc ít năm đó ông nội. Thầy dạ, nó còn chưa chịu chết đi kìa. Đây là cà rốt, bí ngô, rau xà lách, bí đỏ, bánh pizza, bắp. Thật là nhiều đồ ăn, thật là thú vị nha nên chưa thấy game mà cũ quần què nào mà có nhiều cái đồ ăn như thế này. Đây, con rắn kìa, hello. Mới được vết kìa. Ê, rắn tiếng xịn đây. Rắn yêu màu tím ghét sự giả dối. Hello anh bạn yêu màu tím ghét sự giả dối nha. Ha đâu. Anh có việc chiêu hay đấy. Ai thời gian làm tao hết hồn bà. Để tao hết hồn luôn đó. Cái gì cảnh nhỏ diệt mồng đây. Anh đâu có gì đây cộng chỉ cho bà. What the fuck. Ha đậu xanh như cộng chỉ dưới đây giết được thằng nào thì phải. Hình như nó giết được thằng nào dưới đây thì phải. Thời gian con rắn màu màu giống chân chó. What the hell man. Rắn màu kỳ lạ cho man. Ha ha đâu. Đù con rắn màu giống chân chó đây rồi. Hello. Ở khu vực này rất nhiều rắn nha. Nguy cơ là tụi này sẽ tông vô đít nhau mà chết. Đó, tao vừa nói xong mà. Santa nói có sai đâu. Đúng không mày? Đúng không? Đúng không bạn trẻ? Santa về vậy bà. Nè. Chuẩn bị cứ tông vô đít tao chết nè. Hay da. Dạ. Coi như tao giỡn đi. What the hell man. Nếu không tông vô đít tụi này chết được luôn á. Ê. Bạn Hiền ơi. Bạn có nhã ý muốn tông vô đít mình chết hay không? Tôi nghĩ đáp án là không. Hay da. Dạ. Dạ, nếu mày thành tâm muốn biết thì tao sẵn sàng trả lời để bảo vệ hòa bình trên thế giới. Để thôi mày chạy đi. À mày lại ở đây rồi. Để bảo vệ hòa bình trên thế giới. Để bảo vệ hòa bình trên nhân loại. Để bảo vệ hòa bình. À đâu. Trước sau gì mày cũng phải chết thôi. Đời ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Đâu. À đây là cái bình ít năm của mình nha. À thằng kia chết đi chứ. Mày chết đi. Tao nghĩ là mày nên chết đi. Đúng rồi. À, ăn ít năm mà còn ăn thịt được cái thằng này đó thì tao quá là to bự rồi. Thiệt là cái tình hả? Chết đi ngại gì nữa bạn ơi. Bạn ơi. Hello bạn gắn màu hồng. Mình nghĩ bạn cũng muốn chết đúng không? Đây rồi. Hơn trời. Cậu bé màu hồng đã vô bụng tôi rồi. Đây nữa rồi. Lại một thằng gợi đòn nữa. Yeah. Ngon lành cành đào. Yeah. Trời. Trời tôi hết hồn luôn đó men. Đậu xanh thằng này nó ghê thiệt. Ghê thiệt. Đúng là cao thủ. Hà gia xin nhận đệ tử một lại. Hà gia. Siêu phụ quá hay à. À dạ, sư phụ uống lượng quá dữ. Mày quá sư phụ ơi. Mày quá. Uống lượng ghê đấy. Đó, giữ. Quá hay. Đại ca uống lượng ghê quá đại ca. Quá dữ. Tôi nghĩ đại ca nên đi thi đấu thể thao quốc tế đi. Về cái môn uống lượng nghệ thuật này. Chết rồi. Ơi hình quá. Hình quá đi. Dạ tôi hiện đang là top 11 server thế giới nha anh em. Nhìn nhắn tiện đây. Tôi lại có hứng kể cho anh em câu chuyện. À dạ. Sư huynh này muốn hơi bị nhiều đó nha. Tôi sẽ kể cho anh em câu chuyện. Đó là câu chuyện truyền thuyết Thiếu Lâm Tự. Đó, anh em nghe thấy cái tên nó ngầu không? Thấy tên chuyện thì nó ngầu thật sự chứ gì? Thật sự rất là ngầu. Truyền thuyết Thiếu Lâm Tự. Đó, ngày xưa ở trên cái ngôi đền nọ, lúc đó Thiếu Lâm Tự chưa được gọi là Thiếu Lâm Tự, mới gọi là Thiếu Lâm Tư Nặng. À! Đang kể Thiếu Lâm Tự thì tôi lên dễ luôn rồi. Hay da. Hay da. Đây là không có biết nên kể chuyện Thiếu Lâm Tự nữa hay không đây. Ngày xưa ở ngôi làng đó, lúc này thì nó được đặt tên là Thiếu Lâm Tự bà rồi. Trong ngôi nhà trong Thiếu Lâm Tự này có dạy rất là nhiều môn quyền pháp như là Hổ Hình Quyền, Hạt Kinh Quyền, Lâm Bạc Quyền, Bán Giới Sổ Quyền, Lâm Giác Quyền, Ăn Sinh Quyền, Móc Đích Quyền. Và một trong số bộ môn đó đã được một tay gọi là Tiểu Thiên học rất là nhuần nhuyễn. Tiểu Thiên học tốt nhất là môn Lâm Hình Quyền. Sau đó Tiểu Thiên xuống núi. Tiểu Thiên đi thách thức danh hài và đạt giải 100 triệu đồng.
thì đó Tiếu Thiên, Tiếu Thiên chuyển đi diễn hài và không còn tập võ nữa. Hay chưa? Và từ đó truyền thuyết Thiếu Lâm Tự, và từ đó truyền thuyết Thiếu Lâm Tự là sao đó hả? Ở đầu xanh một thằng, ở đâu một con rắn island đó, tôi nói giỡn anh em à. Ở đó Tiếu Thiên, đó Tiếu Thiên sao học được Long hình quyền, Hổ hình quyền, Hạc hình quyền, Thập cẩm hình quyền. Đâu má mày ăn hơi bị nhiều đó con trai à, mày hay lắm, do mày bự quá thôi, người ta không thèm dí mày luôn á. Đây rồi, đây rồi, một con rắn giả mang con ngang đi rồi, mày lại thích ăn ké à, đùa à. Trời ơi, mình đây là crossover nhưng mà top 21 lần. Dạ, thằng nào ăn của tao nữa. What the hell man, anh em nó rất là bự rồi. Vậy sau đó thì Tiếu Thiên đi xuống núi thì gặp được hai em hot girl đó. Tiếu Thiên sẽ bắt gặp hai em hot girl này và đi thi đại hội võ lâm. Ở trong đó là khi mà thi đại hội võ lâm thì anh gặp anh Ngưỡng Thiên Tiếu và anh khóc vô lại. Ngưỡng Thiên Tiếu thì anh cười liên tục, còn anh khóc vô lại thì anh khóc liên tục quá dữ. Có thể nói là rất phù hợp với tính cách nhân vật đó. Sau đó thì võ lâm đại hội anh ấy đạt được giải nhất võ lâm đại hội thể thao truyền hình toàn quốc lần thứ 8. Rồi tôi mới giết được thằng nào vậy? Ây da, ây da, hay quá đi. Lâm. Đó, sau khi anh đạt giải đài truyền hình lần thứ 8 thì tôi không nhớ là anh ấy đi làm gì nữa, hình như là móc cây chai, móc bọc gì đó. Rồi vô qua được top 10, top 9 rồi. Anh lại rớt xuống top 10 rồi. Thiệt là đau lòng quá đi. Tôi nói chơi vậy thôi chứ câu chuyện hôm nay tôi kể không phải là câu chuyện truyền thuyết lớn tự gì đâu, mà đó là câu chuyện truyền thuyết về con rắn bảy màu. Ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một sinh vật kỳ lạ, nó không chỉ có một màu mà nó thích có tới bảy màu. Người ta không biết gọi nó là con gì. Một ngày nọ nó kêu lên rắn bảy màu, người ta mới gọi nó là con rắn bảy màu đó. Để thấy câu chuyện thế nào, câu chuyện quá hay dễ nghĩa nên kể cho các bạn đó, nên kể cho các bạn trẻ để các bạn trẻ thời nay ra sao hỏi được như thế nào là chị biết con rắn bảy màu. Để các bạn khi mà các bạn đi cua gái thì các bạn có thể nói được cái chuyện biết rắn bảy màu để bạn gái tán cho mặt bạn dữ độ nhãn cứt của bạn ra sao. Đừng nên học hỏi theo mem vlog, bởi vì mem chỉ biết là nhãn cứt thôi. Rồi mình là một con rắn với 6 con cổ, 5 con mắt và một bờ môi tím mộng. Nhìn con rắn của mình thôi cũng thấy đủ thấy cái đầu nhãn xịt của mình rồi. Bây giờ nên em đừng bắt trước nha. Đấy rồi con rắn âm dương. What the hell man, ăn xong hết rồi mới lội được cái năm. Top 7 server thế giới đó là anh mềm mềm vlog. Hay da. Với sức mạnh cường đại vũ trụ của mình, liệu anh mềm mềm có thể cứu được hai cái thằng khúc đột vô đây không hả? Mời anh em đón xem tập kế tiếp. Thật ra là nó có một tập rồi. Are you are the killed to my life? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đó. To the ten, có một thằng tự cắm đầu dưới đất tôi chết. Nhưng mà tôi rất là bác ái và độ lượng, nên tôi sẽ lại ăn thịt của nó. Yeah. Mày thích làm gì? Cái thằng bên kia mới giống tổ chức phản động Al-Qaeda của ta. Thật ra mày là tổ chức phản động Al-Qaeda. Thấy bà mày là con à? Mày để đồ với chúng tôi à? Mày nghĩ mày dài hơn tao à? Thôi kệ mày, tao không thèm quan tâm mày đâu. Ngoài đây có đồ ăn ngon hơn nè. Ông xanh, các chú lại lừa tôi. Các chú lại lừa tôi rồi. Ông xanh tính làm gì? Tính làm gì tôi? Mấy chú kiểu vậy là không tốt nha. Mấy chú vậy không được rồi nha. Chơi gì chi kỳ lắm luôn á, lắm luôn á, quá đáng lắm á. Người ta nghĩ cũng không chờ nữa. Hãy đòi một cái tăng tốc và một cục 500. Hello con rắn bảy màu. Cho anh xin hỏi em có chồng hay chưa? Nếu chưa thì hãy cắm đầu vô đít anh mà chết. Anh sẽ yêu thương em đó. Anh kêu mà thế nào cũng cắm đầu với đầu anh mà chết thôi. Trả lời vô đít anh mà chết. Ai da, con rắn này thằng hấp dẫn. Do đường cong mềm mại, màu xanh màu đỏ, chứng tỏ là em sắp vô mỏ của anh rồi. Nhưng không, trên đây có đồ ăn miễn phí. Đây là buffet miễn phí dành cho người có sức khỏe cường tráng như anh em. Đâu, lại thêm một bữa ăn miễn phí nữa. Hay da, ông trời quá hào phóng đối với ta. Khi đã tìm một người quá hào phóng đối với ta, tôi đang hát bài hát của ban mạnh quỳnh đó. Xin hoàng tử màu tím xịn mà, hãy tha thứ cho người em gái bảy màu bị dính lời nguyền này. Em đã biết lỗi rồi và em sang hết con này luôn ha. Đậu xanh á, ở sao con rắn này dài vô tận vậy em? What the hell man, tới khúc này luôn mà vẫn còn á. Ê, hay da. Đèn bầu, đèn bầu. Lâm. You are the kill một thằng, you are the kill hai thằng. Quá dữ, có vẻ nhiệm vụ lần này khá là dễ dàng đó với mèm mèm đó. Giết 12 đứa thôi mà.
À, đâu thằng kia thích chui vô kẹt thì nó đã chết trong kẹt luôn, đúng như ước nguyện của nó. Lầm 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 3.800 điểm là số điểm của anh Mem Vlog hiện nay. Và nó rất có thể sẽ tăng lên vào thời gian tiếp theo. Nãy đang ăn rất là nhiều bút cho riêng mình. Và anh ấy đang là một mục tiêu vĩ đại nhất thế giới. Anh ấy có thể trở thành vua hải tặc trong thời gian tới. Anh ấy đang giành ăn của thằng kia. Ồ, rất là tội nghiệp. Anh trai rất là tội nghiệp. Ờ vâng, thằng đây có một anh trai cắm đầu với đích mình chết. Cũng tội nghiệp không kém. Anh rất thông cảm cho hoàn cảnh của em và có điều kiện là em đã... Yeah! Anh ấy có một cái năm nữa trời phù hộ cho người top 1 xe và thế giới là đang ơi top 1 thế giới rồi. Không ngờ. Anh em không ngờ là có ngày hôm nay. Một ngày mà em cởi nên cường đại và mạnh nhất lịch sử lồi rắn. Yeah. Đậu xanh nó ăn luôn cái 500 của tôi rồi. Tại ra con rắn này mày thiệt là chán sống rồi đó hả mày. Thiệt tình nè. Đó ít năm. Tranh thủ cái thời gian ít năm mà đi ăn đi nào. Đó mình đã được nửa triệu điểm rồi nè mày, nửa triệu điểm lần đó. Không phải gian vừa đâu. Mà phải đem vàng rộng ra. Hey, hello. Hello con rắn với mũi tên màu vàng trên người. Mày có biết có thằng vừa chết, vừa cắm đầu vừa đến tôi chết không? Mày dạ. Đồ ăn sao mà nhiều quá đi hà. Sao quá đi sạp. Đây giống như là quá thật rắn lông gì đó. Không phải là quá thật khủng long mà là quá thật con rắn. Ái da. Ái da, một thánh ăn ké à. Đây rồi. À đâu. Đâu một bước ngoặt vĩ đại của con rắn. Thật là bỉ ổi. Thôi đó con rắn nó thật là bỉ ổi anh em à. Đây rồi, để tao coi tụi mày uống lượng cỡ nào ha. Ha. Thằng cụ bắp. Uống lượng chỉ đó mà đừng có đi uống lượng nữa. Thiệt là yếu kè mà. Mày thiệt là yếu sinh lý. Mà ngoài yếu sinh lý là mày còn yếu tố về lịch sử nữa. Mấy con kỳ nhông thì kỳ nhông kỳ đa đi. Thì đáng ghét quá đi hả. Tối ngày không biết làm gì cái đi ăn ghé của tao là sao hả? Là làm sao vậy hả? Mày sẽ phải trả giá con rắn màu xanh này à? Mày sẽ cắm đầu vô đít tao mà chết thôi. Mình rút kinh nghiệm bài học từ những lần trước ra thì không nên. Đó tao biết là mày sẽ cắm đầu với đứa tao chết mà. Nửa triệu điểm kỳ này sẽ lên được bao nhiêu điểm đây? Sao đi ăn được xác của thằng này? Anh mày Vlog đang khá là cường đại, đang khá là cường đại. Đang rất là vĩ đại, đang rất là vĩ đại. Với cục 500 trên người và cái ít 500 người nữa. Bây giờ thằng này cái đậu xanh lại là một cú lừa anh mày à. Không chết mà cứ giả vờ như là sắp chết gì đó. Bây giờ sao mấy đứa này cứ thích đu càng anh vậy hả? Thích đu khác người là như thế nào? Như thế nào vậy hả? Đu 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 con rắn kia. Có một con rắn màu đỏ sắp cắm đầu mình chết. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, hai con. Thật ra là hai con lận. Không phải là một con mà là hai con lận. Thiệt là ngu học mà. Yeah, vậy với anh Mem đang tiến hành thu hoạch. Đồ ăn nhiều vãi cứt. Không thể nào hết. Lâm 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 cái thằng quần quét thì sao mày ăn ké của tao, cái đậu xanh mày ăn hết của tao luôn, mày ăn ké mày ăn nhiều dữ ba, what the fuck man, nó ăn ké mày ăn nhiều dữ vậy ba, ai da, vui vừa kêu một thằng chết mẹ rồi, yeah, mệt quá, à thì cả tốn cả lo cứu mặt vua đó, cứu mặt quay đầu đó là tốn cả lo lắm đó, bây giờ mình sẽ đi ra vòng ngoại ô và mình sẽ không á, không chen vào cái thế sự đời nữa, đậu xanh đó, thiệt là căng thẳng. Thiệt là căng thẳng mà. Mới có 600.000 điểm thôi. Mà căng thẳng quá trời luôn. Mà căng thẳng quá trời là căng thẳng. Và giờ mong là con đường đi tiếp theo của anh sẽ không gặp trở ngại gì hết. Mệt quá. Đã trốn hết calo của một ngày rồi. Sao mình ngắn vậy ta? Sao mình mà lại ngắn đi một cách thần kỳ vậy ta? What the hell man? Chui đây kiếm gì em nội? Chui đây kiếm cái gì vậy em nội? Quách đời con rắn này, quách đời phất, quách mày. Thiệt tình. Lại gọi đòn rồi. Chú lại gọi đòn với tôi rồi. Chết mẹ rồi. Thôi à. Thiệt là phức tạp. Thế giới này thiệt là phức tạp. Mấy chiếc nữa là ăn cứ trâu rồi. Hả đâu. Mới vừa nói xong có thằng ăn cứ trâu luôn. Cứ trâu thằng linh linh nhiệm. Họ hỏi đấng cứ trâu nhìn màu. Hãy cho con rắn này cái bên tôi đi chết luôn đi. Đừng. Hà da, thiệt là cái thằng bức dậy. Đây là cảm giác hồi hộp. Khi mình chưa được 1 triệu điểm nữa nhưng mà rất là hồi hộp rồi anh em à. À, cảm giác chưa từng có đến từ Mem Vlog. Đó. Thỏ sức tung bình. Không sợ thằng nhóc con nào hết. Xung quanh đây, khu vực này là của anh. Này con rắn này là khá là dài nha anh em, khá là dài nha. Đâu. À đâu, hên quá, hên là con này nó chết. Không là mình bị ép góc rồi. Cái gì đây? Tại sao? Tại vì sao ngoài đây?
ngoài đây lại rộng lớn vậy? Sao ngoài đây lại rộng lớn đến như vậy? Đây rồi, trên đây là phép năm. Ngoài kia là những con rắn xì đà cắp mía anh đường. Đù đù, anh đang bò lên phía trên. Anh đang bò lên phía trên đó nha. Mấy chú và né anh ra nha, mấy anh ra nha. À, thật ra sức mạnh của anh rất là cao cường. Đù, con rắn đến từ Canada bị xì đà. Yeah, con rắn bị xì đà đã chết rồi. Vậy không biết là ăn thức ăn của con rắn bị xì đà có bị dính lại xì đà không vậy? Đầm 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 đầm. Mình chỉ biết là mình là con tết rắn tết một thế giới mà thôi. Mình nghĩ là mình nên mua vòng tròn đi. Mình nghĩ là mình bo nên bo ra thành vòng tròn để dễ bài mà sinh sát, để dễ bài mà sinh sát cái tụi này. Đậu xanh á, chết tôi rồi, chết tôi rồi. À đồ, anh Mem Mem Vlog đã mua thành công. Oh yeah, quá hay, quá là vi diệu đây anh Mem Mem. Kể từ giờ anh Mem Mem trở nên bất tử. À, vòng tròn sinh tử nha mấy đứa, vòng tròn sinh tử nha. Xanh vòng tròn sinh tử nha, vòng tròn sinh tử nha. Khúc này là vòng tròn sinh tử rồi đó mấy đứa à. Đậu xanh anh sẽ mua vòng tròn ở đây. Và từ đây tới cuối ngày, mấy đứa ăn đi tự nhiên đó chừng ơi, tự nhiên đi trời ơi. Ngại ngùng giảm biết nè. Hai giờ. Mem Mem thật là bài đầu tiên. Thật là nhiều chất dinh dưỡng. À, mấy chú nghĩ sao, mấy chú nghĩ sao về cái xì ba năm sao như thế này? Các chú lại nghĩ sao, các chú lại thích hay không? Chú lại bảo tôi một tiếng, đậu xanh á. Cái thế là tôi ngại quá đi. Đây rồi, có một con rắn ở ngoài đây, mày muốn vô vòng tròn sinh tử à? Đây rồi, gia nhập thêm một thằng nữa vô vòng tròn sinh tử của Mem Mem Vlog nha. Đây gọi là trò chơi vòng tròn sinh tử. Yeah, lại thêm một thằng nữa. Lại thêm một con rắn nữa vô vòng tròn sinh tử của Mem Mem. Những con rắn ở trong vòng tròn này thì ráng ăn đi, ráng ăn cho mập nha mấy đứa ơi. Cố gắng lên mấy đứa ơi. Cố gắng lên nè, con Hồng Hồng nè, anh thấy em hơi ốm đó. Em ráng mà ăn cho mập lên nha. Anh gửi ra lời tới thăm tới chúc mừng em gì đã đạt thành tích con rắn Lucy chui vô vòng tròn sinh tử. Đù đù đù, ngoài đây có một con số con rắn đang chuẩn bị vô vòng tròn sinh tử nữa nha. Đây rồi, mình sẽ mở rộng vòng tròn ra một cách ăn thêm một số ngoài đây. Đây là gọi là cách ăn thêm ở ngoài. Họ quay trên lại vòng tròn sinh tử với chúng ta. Họ công việc khá là nhàm chán nhưng mà anh đã được 1 triệu điểm nên anh không quan tâm lắm. Oh yeah. À giờ lại một chiến thuật quá dày ghê tởm. Quá là kinh khủng đến tình Mem Mem. Khúc ở ngoài mình thấy khá là phức tạp nha. Khúc ngoài mình thấy khá là phức tạp. Không nên đi ra ngoài vì ở ngoài bây giờ khá là phức tạp. Thằng trong kia nó đang mập dần lên. Đang mập dần lên theo thời gian, nó đang mập dần lên theo thời gian. Trời ơi là trời. Sao nó thấy mập như thế trong bụng mình vậy hả? Bây giờ mình đang đi quá quỹ đạo của vòng tròn rồi. Thời giờ mình đã đi quá hạn rồi. Không biết cư dân trong vòng tròn mình nó sống thế nào rồi ta. Ai da, tụi nó chết hết rồi. Tụi nó đã chết hết rồi đó mà. Tại sao mà mình dài như vậy hả? Nghe từ lúc nào mà anh Mem Mem Vlog đã dài như thế này rồi. 1 triệu điểm. Đến tận Mem Mem Vlog. Vậy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây rồi, anh ấy đang tiếp tục, anh ấy đang tiếp tục chinh phạt thế giới. Bằng cách là cuốn thêm một con rắn màu xanh lè nữa. Yeah, mày là rắn đầu xanh đúng không? Thấy nó cũng rất là to đó. Khá là có chuyện giọng đấy em trai à. Ráng lên rồi anh sẽ cho vô gia nhập cái băng đảng của anh. Gọi là băng đảng cướp hết. Băng đảng nhốt sạch tụi bay vô đây. Yeah. Rồi ok. Ok, nếu các chú muốn thế thì tôi sẽ sẵn lòng chia sẻ chỗ cho các chú. Đậu xem mày dám ăn ít năng của tôi à. What the fuck man. Thằng này lại liều vải cứt ra. Mày là gan dạ đó. Mày là một trong những thằng gan dạ nhất mà tao từng biết. Chưa có thằng nào dám giành đồ ăn của anh Mem Mem này cả. Sao mày dài vậy? What the hell man. Con này nó dài mới nói là cả thước á trời. Còn nó chết luôn rồi. Mới gì đó nó dài xong nó chết ngắt luôn rồi. Thiệt tình. Mày thiệt là làm tao buồn quá đi. Lỡ quảng cáo mày dài rồi thiệt tình mày chết luôn rồi. Đậu xanh nó một cái game nhàm chán vậy hả? 1.500.000 điểm. 1.500.000 điểm là kỷ lục lần trước. Không biết lần này có đạt được kỷ lục như lần trước thì không. Mày thì ăn ít năm của tao à. Để mày cắm đầu với tao mày chết đi. Mày có thể thấy tao bự như thế nào rồi chứ gì. Mày nên tự hào gì điều đó. Mày nên tự hào gì chết. Mày thằng trên thế giới với mày đi. Yeah, 1.100.000 điểm, 1.100.000 điểm. Bình tĩnh. Bình tĩnh như nào anh em ơi. Bình tĩnh. Bình tĩnh như quách tỉnh như trụ dương. Sức mạnh cuồng công. Năng lực bí hiểm. Đâu. Khu vực ngoài đây thì là nhiều đồ ăn lạ. Khu vực ngoài đây là cứ ít năm mà. Cũng xanh tụi bay. Lại dụ dỗ bố mày ra khỏi hang rồi. Lại lên chiêu dụ rắn ra khỏi hang của cái tụi này. Ai da. Ai da. Không thấy bố mày ở đây hay sao mà mày đặt trình đồ ăn với tao nữa hả mày? Còn rắn chạy trâu nè.
không biết chạy cảm dày à, tao sẽ bo tụi bay lại hết luôn, tao sẽ quấn tụi bay lại hết, tao sẽ cho tụi bay thành món sandwich nướng. À tao thấy cái đuôi tao bên kia rồi, bên kia sông có một cái đuôi, có một cái đuôi chứ vài cái đuôi, có một cái đuôi mà vì sao wow, dưới đây à đâu, dưới đây có một thằng chết. 1,2 triệu điểm nha anh em, 1,2 triệu điểm, một lần nữa là 1,2 triệu điểm. Lầm 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 lầm. A few moments later. Đây rồi, lại đùa chúng tôi. Lại có lối thoát cho mày à? Không đâu. Mày sẽ mấy có lối thoát nào cả, anh cắn đi à. Mày cho mày đi chết rồi con ơi. Đậu xanh á. Lầm kẹo một thằng, lầm kẹo một thằng. Lầm kẹo, lầm kẹo, lầm kẹo, lầm kẹo, lầm kẹo. Đụng đụng đụng, con rắn mượn vải, con rắn mượn vải. Thôi dạ. Vậy là không còn gì để nói gì con rắn này nữa. Tắt điện.